Trước khi em tới học báo, em nhận được một tin nhắn của Nguyễn Lệ Nam Em. Nguyễn Lệ Nam Em nhắn cho em là: "Chị ơi, chị cho em Hùng họp báo với được không?" Chị muốn sao vậy Bảo? Chị muốn đưa tiền tươi hay sao? Thì cuối cùng em hỏi: "Ủa là sao Nam Em?" Thì ra hôm Nam thư mà bả không làm họp báo, em làm họp báo bả xin Hùng. Mọi người thấy bả hồn nhiên chưa? Bả xin Hùng làm họp báo, tại hôm nay bả cũng ra tác phẩm mà không làm họp báo. Bả xin Hùng, Hùng gì Nam Em? Em nói cho em Thoại một câu thôi. Bây giờ chị không cần em Hùng nhưng chị sẽ cho em Thoại. Wow. Rồi. Trời ơi, thương dễ sợ. Dạ em chào mọi người, em dạ không, em chỉ xin một câu thoại là em chúc cho phim của chị Nam Thư thành công. Còn phim của em thì em muốn cho nó bèo dạt, mây trôi, nó muốn trôi. Tập đầu tiên thì 2 tháng 1 là Trấn Thành ra cái tập đầu tiên của Bố Già. Thì tức là cái số ngày nó cũng rất là cận, mà chị xem cái tập đầu tiên của Trấn Thành phát trước hồi trưa rồi phim tốt lắm. Dạ. Thì thật sự là mình đang hỏi là không biết là cùng gần như là cái bộ phim kia là bộ phim gia đình, nó không phải hài kiểu này, nhưng mà thật ra nó cũng là một cái bộ phim mà tất cả mọi người cùng xem được. Thì ít nhiều gì đó nó cũng hơi đụng phân khúc chút xíu, lại là web drama giống nhau hết. Thì mình có sợ hay không, đặc biệt là cái phần mà cạnh tranh top trending đồ các kiểu á. Thì tại vì hai cái nhà tài trợ này liệu có đủ vốn không? Dạ, cảm ơn chị Tám. Rất cảm ơn chị Tám. Ngồi anh Tô ngồi đây chứ anh Tô nghe phim tốt, anh đạo diễn với Tô sẽ rất là vui ha. Thứ nhất là khi mà không chỉ 2 tháng 1 là Trấn Thành ra đâu chị, em sẽ loạt cái một danh sách cho chị biết là sắp tới có nghệ sĩ nào ra. 2 tháng 1 Trấn Thành ra, 3 tháng 1 Tự Tâm phần 2 là Canh Ba ra, rồi chưa kể Bảo Anh sắp ra, rồi MV, rồi hôm nay có Nam Thư ra, Nam Em ra, Mi Du ra. Trời ơi, cuối sản phẩm quá trời. Thật sự là vì hợp đồng em ký em phải ra trong tháng 12. Chứ không em chưa muốn ra trong tháng 12. Em muốn, mọi người thấy trong thoại em nói là hôm nay là 23 Tết mà. Thì thực sự em muốn là cái phim này, cái tập đầu tiên nó phải ra dính ngay ngày 23 Tết. Nhưng mà hợp đồng ký rồi, không thể ra trễ hơn nữa. Còn mà vấn đề top trending thì thực sự là ai làm sản phẩm mà không muốn nhiều view, ai làm sản phẩm không muốn vào top trending hoặc là lên top trending. Nhưng mà thực sự là đầu tiên là em rất là cảm ơn cái dàn cast của mình đã hết sức là yêu thương Thư. Và thứ hai nữa là em rất là liều lĩnh khi đem cái phim này phát trên kênh hoàn toàn gần như là mới, thậm chí chưa có nút bạc chứ không phải là kênh nút vàng của Nam Thư. Hiện tại bây giờ thì em Nam Thư có 3 kênh YouTube. Một là Nam Thư Official, kênh đó đã được nút vàng. Thứ hai là kênh Nam Thư Entertainment là kênh hôm nay. Tại sao mọi người sẽ nói, ủa tại sao có cái kênh nút vàng rồi bây giờ lại phát sản phẩm trên kênh này? Thứ nhất, cái kênh này em hợp tác với truyền bên Bob là khác. Và cái kênh này là cái kênh đầu tiên mà khi mà Nam Thư đoạt giải Á quân của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ thì đã làm. Lập viết cho em 2 cái kịch bản và em đã quay trên cái kênh này. Nhưng lúc đó em bèo dạt mây trôi lắm. Và lúc đó thực sự cái digital YouTube mạnh mẽ bây giờ nó cũng chưa phát triển, nên ra hai sản phẩm cho em ngưng. Thì cái sản phẩm này em lại chiếu trên cái kênh đó, chưa có nút bạc. Gần như Nam Thư phải làm lại từ đầu trên cái kênh Nam Thư Entertainment này. Và một kênh thứ ba nữa của Thư là Nam Thư Best Collection, là cắt tất cả những game show. Thì 3 kênh em ký với 3 đối tác khác nhau. Và thẳng thắn tại sao phát kênh này, bởi vì cái kênh này đối với Thư khi nhìn lại những sản phẩm cũ của mình cách đây 3 năm về trước, nó nhiều kỷ niệm quá. Và thực sự luôn, thẳng thắn luôn, Bob cho tiền, Bob tài trợ thì phải phát trên kênh của Bob. Đương nhiên không có lý do gì Bob tài trợ rồi cầm phim Bob về kênh kia phát, em chết. Đó thì đó là lý do. Và nên nói mà có cái phim này để Thư mà muốn vào top không, rất muốn chứ. Thư ôm một cái dạng cáp xịn sò như thế này mà trời ơi, rất là muốn vào top trên đinh, thậm chí là tất nhiên là phải rất là muốn trụ top trên đinh với cái kênh này. Còn cái kênh của Thư thì Thư, kênh cũ Nam Thư Official thì Thư đã lên top trên đinh quá nhiều lần, đứng top 1 rồi, cái điều đó mình đạt rồi. Còn cái kênh này mình chưa đạt thì tất nhiên mình cũng mong muốn mỗi người sẽ có một cái màu khác nhau.
khi làm phim. À, màu của anh Tô làm cho bạn Xìn thì một cái màu hoàn toàn khác, gia đình hoàn toàn khác, nhưng nó cũng là đời sống. Cái màu này Thư và Thái làm cũng là màu gia đình mà hoàn toàn khác. Phim của Thư sẽ, nó sẽ không xoáy vào cái câu chuyện gia đình, nó sẽ không nhấn vào câu chuyện tình gia đình, mà phim của Thư sẽ nhấn vào tình người, giữa các những cái con người xa lạ, hàng xóm láng giềng, các mối quan hệ xung quanh như thế nào với nhau. Mỗi người mỗi chất khác nhau, và em nghĩ là em rất là tự tin với cái sản phẩm lần này của mình. Và cái sự tự tin của em nó được có cái câu trả lời là tất cả những cái tràng pháo tay của mọi người, của các anh chị em ngồi trong nghề ngay tại rạp này, và cái mọi người hò hét như thế nào, thì em nghĩ là em tự tin, em thực sự tự tin với sản phẩm này. Và cạnh tranh thì không nói được, cái đó là thuộc để khán giả quyết định. Em không quyết định. Việc của Thư là lúc nào sản phẩm mình ra cũng phải tốt, cũng phải sạch sẽ, cũng phải chỉnh chu. Dạ em xin hết. Mấy máy gì chị? Phim này quay mấy máy hả? Dạ. Phim này mà tính máy quay không thì hai máy, mà còn tính điện thoại không thì nhiều lắm. Là quay hai máy hả? Ừ. Sao quay ba máy chị? Tại chị không có đủ tiền để thuê thiết bị quay ba máy. Sao chị mời em hai ngày? Lập ơi, em ổn không? Dạ. Em ổn không? Em còn dư chấn bữa đó thế. Em còn bị dư chấn. Em ơi, tập 2 sẽ có em nhé. Tập 2 em nha, tập 2 chắc anh biết rồi, tập 2 sẽ có em. Cảm ơn em. Dạ.